Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Dạ, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay Trung làm một video tại nhà để chia sẻ cho bà con biết về cái tác dụng của cái củ ngải đen cũng như là ngải chống độc trong thời gian vừa qua, thì Trung cũng chia sẻ cho bà con bệnh nhân của mình á. Đây quý vị nè, đây là cái củ ngải đen nè. Đó, hình dáng củ ngải đen nha. Và khi mà bẻ ra nè, đó, nó hơi cái ngải nhạt. Đó, để cho bà con mình hiểu rõ, hiện tại củ ngải chống độc bên nhà Trung là không còn nữa quý vị. Hôm nay bà con mình có hỏi nhưng mà nhà Trung không có. Và hôm nay nhân tiện này Trung cũng xin chia sẻ cho bà con mình được biết luôn là tại sao mà Trung hiện tại Trung đang chia sẻ cho bà con những củ này bắt nguồn từ đâu. Thưa bà con, là hồi trước á, thì chú Tư khi trị bệnh á, cho bà con á, thì cứ hay nói về cái củ ngải đen này có tác dụng rất là tốt cho hiệu quả cho bệnh nhân, cho nên là chú Tư mới chia sẻ cho bà con những phương thuốc như vậy. Sau đó thì nhiều bệnh nhân có liên hệ với Trung là nhờ Trung lấy cho bệnh nhân. Thì thực ra những cái củ ngải này đang cung cấp cho chú Tư để chú Tư là trị bệnh cho bệnh nhân. Và thông báo cho bà con biết luôn là hiện tại chú Tư là không có nhận bệnh nữa, chung quý vị nha, không có nhận bệnh nữa, để nhiều bà con có hỏi hoài. Tại vì thực ra thì chú Tư cũng đang hoàn tất những cái giấy tờ gọi là phải đầy đủ, cũng như qua trường lớp á, để mà mở lại, hy vọng là sau này chú Tư có, sau cái đó đủ trường lớp thì chú Tư mới mở ra lại có cái chứng chỉ nữa. Và chia sẻ thêm luôn câu chuyện lúc nãy á, là chúc Trung chia sẻ gửi cho bà con, thì bà con mới nói là thôi thì bây giờ mày cứ bán đi, bán thì ta dễ mua hơn, chứ còn mà mình làm dùm ta ngại nó. Thì lúc trước Trung làm dùm không mà, sau đó Trung mới bán, thì sau đó thì mới lấy về bán. Thực ra là bán, nói bán cho vui thôi, chứ bán với cái giá chia sẻ gọi là không lời mấy á, không lời mấy quý vị nha. Rồi bà con mình mới mua dùng rồi riết thành bà quen. Thực ra Trung bán nhiều đồ, trước đó là Trung cũng chia sẻ nhiều đồ, với những đồ ăn giặt quý vị, hoặc là mấy cái chai mật ong nè, đó nè, thấy chưa, cái màu khác nhau quý vị nha. Mật ong có màu khác nhau, có lúc màu này màu kia, tại vì quý vị là mật ong rừng nó là vậy. Bên nhà Trung có bán mật ong nuôi nữa để cho bà con ấy, nhưng mà đảm bảo bà con là mật ong thật 100%. Tại lúc này lúc kia quý vị, tại ong nó vô rừng thì nó lấy cái hoa này hoa kia, cái thầm đâm ra cái nó thành ra là nó cái màu nó sẽ khác nhau, hoặc là độ lỏng độ đặc nó cũng khác nhau nữa. Nên cô chú anh chị mình dùng nhớ đây quý vị. Đây là nhiều bà con mình nhờ Trung cái củ này á xay ra bột, tại vì uống bột nó dễ hơn, nó tiện lợi hơn, nên bà con nhờ Trung xay ra bột. Một cái hũ này quý vị là cỡ tầm 1 ký củ á để ra cái hũ này. Với lại quý vị là nhiều lúc mà bà con mình hay hỏi là sao, ủa sao lúc này lưng, lúc này lưng lúc không lưng á. Thực ra thì cái lúc này lúc kia quý vị, tại vì lúc mà mình xay bột ra thì nó có một cái là gì, lúc nó mịn, lúc nó ít mịn thì nó sẽ giảm đi, nó sẽ làm cho cái khối lượng này á nó thay đổi. Nè, điện tích quý vị, nó thay đổi nha. Nhưng mà có đảm bảo 100% là hiện tại là bên nhà Trung đang căng khoảng chừng là 150g ở một cái hũ bột này. Nên quý vị thấy có thể lưng một tí cũng thông cảm dùng nha. Nhiều bà con kêu sao lưng lúc trước đầy, sao giờ lưng, rồi sao hôm nay là đầy hơn nữa. Đó là vậy đó, do có lúc bột mình làm nó mịn hơi không mịn, nó nở không nở, lúc phơi nắng nó nhiều hơi ít nữa. Nhưng mà dù sao nữa thì đảm bảo nguyên chất. Với chúng chia sẻ luôn cho bà con được biết là hiện tại bên ngoài thị trường đang bán, bắt đầu là người ta cũng bán ngải đen, ngải chống độc, thậm chí là xay bột luôn nè. Nhưng vấn đề là ở đây thì mình không dám chắc được rằng là cái bột nó đúng là lò bột nó không, với lại cái chất lượng hay không nữa, rồi có pha không thì không biết. Riêng bên nhà Trung là cái bột này đảm bảo 100% nó là bột nguyên chất từ cái củ ngải này ra quý vị nha, từ nguồn ra. Để làm này là phải rửa thật sạch luôn, rồi sau đó rồi mới xay thành bột. Và cái vỏ này quý vị nha, vỏ này cũng là cái vị thuốc nè. Đây cái vỏ nè, nó là vị thuốc nha, nên bà con nhớ không có lấy ra nha. Ví dụ ta nói là chú Tư thì hay chỉ là lấy chừng 3 phân thì quý vị có thể bẻ ra như thế này quý vị.
bẻ ra như thế này là không còn cho ba phân nè, hoặc là dài hơn một tí. Cái này mình uống nhiều hay ít nó không quan trọng, nó không có ảnh hưởng gì sức khỏe, mà quan trọng là nó tác dụng nó như thế nào tới sức khỏe mình thôi. Nhiều có thể là bệnh nặng thì dùng nhiều hơn một chút, còn nhẹ thì dùng ít hơn một chút thì nó không sao hết. Vấn đề ở đây là tác dụng nhiều ít chứ nó không hại gì sức khỏe hết. Rồi bây giờ để cho đi vô chi tiết cụ thể thì Trung sẽ đi vô nhà để mà liên hệ với bệnh nhân, để nhờ bệnh nhân chia sẻ lại cái hiệu quả của cái củ ngày đây như thế nào. Thực ra thì có nhiều bệnh nhân tự động cứ liên hệ qua Trung rồi chia sẻ mừng, tại vì mừng quá, gì mừng quá không biết chia sẻ ai, thì gọi vô Trung trời ơi ta bất bệnh cái này bệnh kia hay lắm. Bây giờ thì Trung qua liên hệ lại cho hai bệnh nhân để cho bà con được biết rằng là họ đã uống như thế nào và tình trạng ra sao, để cho bà con được hiểu hơn về cái củ ngải này nó như thế nào rồi nha. Và Trung nhắc lại nữa, cái này thì Trung cũng chỉ là chia sẻ thôi. Thực ra Trung bán đồ ăn giặt á, đồ ăn giặt quý vị, mới đồ ăn giặt á là chính thôi. Còn này sau này mình chia sẻ cho bà con, vừa cũng cố gắng làm ra chút bột này nè, rồi gửi cho bà con thôi, y như là một món quà tặng thôi chứ không có lời bao nhiêu hết trơn nha. Và bây giờ Trung xíu kìa. Thưa quý vị, đây là bạn Khoa. Bạn Khoa là bạn mà hôm nay cũng thường xuyên là nghe điện thoại giúp Trung, tại vì điện thoại nhiều quá Trung phải nhờ bạn Khoa này nghe điện thoại cũng như là check tin nhắn từ Zalo của những khách để mà phản hồi cũng như là chốt những đơn hàng cho quý cô chú anh chị mình đó. Khoa ơi, hôm nay khi mà em nghe điện thoại cũng như là em tin nhắn Zalo như vậy á, em thấy có cái gì mà khó khăn gì rồi mà em phải trực đi như vậy không? Dạ không ạ. Không khó khăn hả? Dạ. Khoa có thể nói quý vị là nghe khá là nhiều quý vị nha. Thường xuyên nghe cái điện thoại của bà con mình nhiều luôn á. Nên đôi lúc là nhưng anh nghĩ là có khó khăn là gì không? Có thể là những bà con mình gọi điện thoại tới mà em chưa kịp nghe máy, tại vì chuông vẫn đổ quý vị nha, chuông vẫn đổ. Nhưng mà khi gọi tới thì cứ đổ chuông mà đang nghe điện thoại này chưa kịp nghe cái điện thoại bên kia, thì đôi lúc nó như vậy nó làm cho bệnh nhân mình nói ủa sao gọi không được. Cũng có người nói là gọi được, nhưng cũng có người nói là gọi hoài mà không nghe máy, đó là duyên chưa tới nữa. Duyên chưa tới nữa, thưa quý vị nha. Đó là cái mà Trung nhìn thấy là bạn Khoa đang làm có một cái là nó hơi bị nhiều như vậy. Chứ còn một vấn đề xử lý thì bạn Khoa cũng đang tập dần. Nói tới vấn đề chỗ bệnh nhân mình dùng như thế nào và cũng đã bất bệnh ra sao, thì ở đây Trung cũng có một trường hợp mà bệnh nhân cũng mới vừa nói chuyện với Trung á. Thưa quý vị, đây là một bệnh nhân mà bây giờ Trung sẽ xin phép gọi tới bệnh nhân này nha. Không biết là có nghe máy không? Alo. Hello. Dạ, chào anh. Chào em. Dạ. Xin lỗi, bây giờ em đang ở nhà. Anh có thể giới thiệu anh biết được cho em biết được không? Anh tên gì với lại ở đâu á? Anh tên Hóa, ở Phú Yên, thành phố Tuy Hòa. Phú Yên Tuy Hòa đúng không? Vừa rồi thì anh Hóa chia sẻ cho bà con biết là mình đã bệnh gì và dùng cái gì để mà thời gian vừa qua đã có tiến triển thế nào đó. Từ em vừa về thì anh cũng dùng thuốc ngải đi như ngải chống độc của em đó. Dạ. Bài trẻ là bị u nang tử cung, u buồng trứng rồi đó. Rồi anh cũng thấy em vậy rồi, anh mới đặt bây giờ cho chị uống là cũng được cũng tháng mấy ngày rồi. Mà thấy chỉ đã bớt rồi, mà còn anh thì mới, anh cũng bị biếu nhưng mà mới có 50%. Bà xã là bị u nang buồng trứng. U nang buồng trứng rồi uống cái ngải đen ngải chống độc rồi nó bớt luôn hả? Bớt luôn. Nó bớt là bớt thế nào? Mình có đi kiểm tra thử chưa anh Hóa hả? Mấy cái u của bé như trên cổ nữa là bé đưa lại và thấy nó biến mất rồi. Mình nói thôi đỡ biết. Chờ anh uống thêm thời gian nữa, 2 giờ chồng đi khám luôn lần luôn. Dạ. Bây giờ hiện tại thì cái đau anh là đau thần kinh tọa là đã bớt. Xem cái đó là lại hết thần kinh tọa. Vậy hả? Đau thần kinh tọa quý vị nha, mới phát hiện thêm đau thần kinh tọa nữa. Nó lại bớt. Lại bớt. Mà biếu thì nó hơi lặng chậm. Dạ. Còn bú thì hơi chậm đúng không?
Cho nên tại bú thì nó phải từ từ giảm chứ nó không có nhanh đâu. Nó là một cái khối, thành ra nó đang phải tan dần mới được. Nên là nó lặn xuống bóp rồi nè. Và cái tay á, cái tay của ảnh nè, nó gù lên một cái cục luôn á. Nè, đó nó gù cục vậy luôn nè. Cái đây lặn nè, đó. Cái nhỏ là lặn bớt rồi không anh? Còn cái kia thì đang giảm, nó giảm lại. Bú này là bú gì anh Dũng? Phải bú mỡ không? Như nó là thiếu mỡ hay sao á? Hôm trước khép, trước khép là nó thiếu mỡ. Dạ. Mà nó lặn hơi chậm. Dạ. Vợ anh có đó không? Có. Có, cho gặp vợ anh xíu đi. Ở thăm trực tiếp cái bệnh nhân của vậy nha. Em ơi. Trung gặp chứ mà. Dạ chào chị. Dạ. Chị còn trẻ quá, chị năm nay chị bao nhiêu tuổi chị? Gần 50. Gần 50 hả? Nhìn chị trẻ. 48 rồi hả? Dạ. Chị vừa rồi chị chia sẻ là chị bị bệnh gì chị? Dạ, dạng như chị cũng có biếu xả trong đây này với lực nó thành hồi nổi một chiều uống, nói chung là nó bóp. Dạ. Bóp thì nó không thông. Chị là chị có dạng như nhân sơ ấy. Nhân sơ á, xong chị uống nó mở trứng rồi, nó cũng khô. Dạ. Cũng khô hết. Này với là cái gì? Chứ là bên phụ nữ á, nói chung là nó bóp. Dạ. Ví dụ như là cơ thể của chị là lúc trước là đang ở 10 thì bây giờ nó giảm còn là mấy chị ha? Giờ giảm nửa rồi ạ. Một nửa hả? Mình uống là được bao lâu rồi chị ha? Chị uống hơn tháng rồi. Dạ hơn tháng. Dạ đúng rồi. Mà trước đó sao mình không theo một cái phương pháp nào khác mà mình lại sử dụng bên ngã này chị ha? Nói chung là phương pháp khác thì chị cũng tự đau, nhưng mà chị cũng tìm hiểu, chị thấy rồi nè. Chị cũng nói uống rồi cho chị có thấy bé, chị hai người trong nè, uống cái đó cho nó giúp. Tự nhiên người ta nói thấy tư nào nói là mình tha bước bước cái tập hết thì chị với anh là cũng nói xong. Dạ. Cái này nằm tôi cũng dùng cái đó luôn. Dạ. Chương trình. Dạ. Thấy nó được rồi, giờ kiếm đỡ nhiều. Dạ. Rồi ok, như vậy tiến đi tốt và tiếp tục hai vợ chồng cứ duy trì nha. Tại vì cái này thì cái người mà không có bệnh thì uống vẫn được, cứ thể cái liều dùng nó nhỏ thôi. Còn mà thường á thì uống muỗng này muỗng kia, một muỗng ngã đẹp, còn cả cái ngã đen và muỗng ngã chấm độc và hai muỗng mật ong. Nhưng mà nếu trường hợp mà mình muốn tăng cường cái lên để mình tăng tốc lên chút á thì mình thể uống nhiều hơn một tí cũng được nha. Tại vì nó không có hại cơ thể. Dạ. Hai vợ chồng quốc là hai muỗng kia, hai muỗng nọ, một muỗng mật ong à. Dạ. Ok, cái đơn hàng vừa rồi nghe ảnh anh Hoán có đặt thêm thì chắc đâu đó chừng nay mai nó về tới vậy nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Anh ở nhà anh là theo như chỗ mà hôm trước cái clip mà coi em với chú Tư ngầu đó, chú Tư chỉ cây anh so cây ngô chuột và cây xuân khỉ đó. Dạ. Ba cái đó là anh trồng nhiều lắm, anh chặt ra anh phơi khô anh uống phụ thêm luôn. Tốt không? Dạ tốt anh, tốt anh, dạ tốt. Dạ. Rồi. Dạ anh. Ba cái đó là anh vô tư. Dạ. Ôi vậy là biết luôn, có luôn cái biết về thuốc luôn ha. Tại bên này anh trồng thuốc nhiều lắm. Dạ. Anh trồng thuốc nhiều, từ này mà coi clip em á, anh trồng thuốc nhiều lắm. Dạ. Chỉ có thiếu một cây trong cái vườn của chú Tư là anh chỉ thiếu một cây gì mà bữa ông đọc lu chuột là anh cũng có rồi, lu sàng lằn anh cũng có rồi. Và chỉ thiếu cây tiền canh là một, như là cây cà cái á. Dạ cây cà cái. Anh đi tìm mấy đứa rồi mà đúng cây được không thì không có cây luôn, cà cái. Cô cây cà cái gì ta? Cái lộn không? Cái cây dược, gọi là cây dược. Phải không? Cái gọi là cái cây mà chú Tư nó 1 triệu một cây đúng không? Cái loại thuốc gì mà trong cái clip em quay là anh đều có hết. Dạ. Ở một vườn trong một nhà luôn. Dạ. Ok, tốt quá vậy ông. Trời mưa là không có nắng á, thành không có chặt phơi được cái
mà tôi chuột anh nhiều quá, bữa anh ta nói là nếu như nắng lên là chặt phơ ngon lành là đóng thùng gửi cho em á. Dạ. À, nhưng mà giờ mùa bên này nó mưa, bên này là mùa mưa. Dạ, ok. Rồi ok, đúng rồi, vừa rồi dạ dạ cũng có nhiều bà con mà vừa rồi cũng không có ba cái loại đó, ăn so xương khỉ đuôi chuột thì bên nhà em cũng có gửi cho bà con nào mà cần thì bên nhà em cũng giao luôn đó luôn cho bà con đấy, tại vì cái đó nó bổ sung thêm một số cái để cho bà con mình tốt hơn nữa đấy. À, tại anh giờ anh đang cũng lấy cái đó nấu uống thêm vô chứ mà đỡ khỏi lại cho chắc ăn. À, uống ngon thì anh tiếp tục nấu uống. Dạ dạ ok, được, không sao được. Dạ rồi 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 ok, cảm ơn hai vợ chồng nha. Chứ bà xã mà thấy ba bệnh ba kỹ rồi biếu bà tan hết cũng mừng không ơn. Ồ dạ đúng rồi đúng rồi, coi như là may mắn thôi anh ơi, nhiều lúc đó còn cái phước phần của hai vợ chồng nữa, cộng thêm phước phần hai chồng nó làm cho bất bệnh nhanh. Hai người hết trước người khỏe đâu. Dạ. Rồi, ok, bye bye hai chồng luôn nha. Rồi rồi rồi. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ. Dạ cảm ơn thật luôn nha. Dạ dạ dạ, rồi cảm ơn, bye bye luôn. Dạ. Bye. Bye bye. À, thưa quý vị, đó là một cái trường hợp của vợ chồng của anh Hóa ở Phú Yên á. Bây giờ thì Trung cũng sẽ đi tới đến cái thêm một cái trường hợp khác nữa quý vị nha. Alo, chị nghe. Dạ. Chị Hương ơi. Nghe. Dạ. Ơi, chị nghe. À, em biết là chắc chị cũng đang bận gì đó nhưng mà em xin chừng 3 đến 5 phút hỏi thăm xíu được không? Rồi. À, chị biết để tôi tải đi để chị đi công chị. Dạ. Rồi nhờ chị các chị Hương là ở Sài Gòn phải không? Rồi ok, đúng rồi. À, nhờ chị chia sẻ chút xíu cái gì rồi chị bệnh gì á. Với lại dạ. Ông xã thì đau lưng. Dạ. Ông đau mà đến nỗi ông đi bệnh viện 115 mà ông khám. Rồi hả? Nó bị xương sau nó bị bên cao bên thấp kia bằng chèn á. À. Ông đau bất ngờ mà ông uống thuốc thì nó như là hả, uống vô thì nó đỡ mà không uống vô thì đau, mà anh đau, ổng đau, ổng đau mà đau kinh niên luôn á, đau từ đó giờ á. Dạ. Ừ. Mà bây giờ là ổng uống á, bữa hổm á thì thấy em lên livestream anh tư dễ gì đó, thuốc ngại đen gì á, hay quá trời. Dạ. Cái chị mua gì đặt về, giờ ổng uống đây em nó trời, ổng bớt quá trời. Đi xe được không? Đó có trời con chị hả, bị cái miệng á nó út răng trời ơi, nó dở hết trơn luôn á, mà chị uống có 2 ngày vẫn hết gì đó, trời ơi cái thuốc vẫn hay dữ không ấy. Dạ. Chị bị cái miệng hả? Miệng là bị sao chị? Mà nấu đạn á, nấu trăng á, nấu trăng á. Nấu đạn hả? Nó ăn không được luôn, nó bị dở hết luôn, từ trong cổ họng mà ra tới ngoài luôn á. Dạ, nó trời ơi đau chị, mà nút miếng cũng được luôn á, mà chị thôi chị múc chị uống đại vô sáng chiều và cái mỗi thôi ăn cũng nhiều, uống có 2 ngày thôi là nó hết luôn, thì bắt đầu có cái thuốc gì vẫn hay quá tặng. Dạ. Cũng hên quá ha. Chị nói trời ơi cái thuốc gì vẫn hay quá chị, mà nhưng mà chị á thuốc á là chị uống á là hả, chị uống thuốc nam á là nó chị chịu lắm, từ tay xưa á là chị cũng về thuốc nam á. Dạ. Chị cũng hồi xưa thì cũng chị bệnh cho người ta nhiều, chặt nhà hết luôn á, mà chị xong chị xin chị không có làm nữa. Dạ. Yeah. Mà chị uống mình phải nguyện, mình giái, mình xin. Quan âm với trên cha mẹ Phật tổ Phật thầy gia hộ độ cho uống cái thuốc cái gì đó mình bị vậy đó cho nó mau hết. Dạ. Yeah. Uống nguyện, phải uống nguyện, xin nguyện đưa lên xin rồi mà mình mới chút xíu mình niệm Phật xong mình mới uống. Như vậy nó mới hết, mới mau lại em. Đúng rồi chị ơi, đó là một trong những cái mà em nghĩ là đâu đó cũng có phần tâm linh nữa. Thì cái sự may mắn của mình á, giống như cái duyên, cái phước của mình á, em nghĩ là như vậy. Đó thì đa số thì em thấy có nhiều người bớt đó, nhưng mà mình nghĩ là cũng phải gieo thêm duyên để gặp được cái may mắn thêm. Cái đó hả chị uống, chị nói là bởi vậy ông xã chị nói uống ông nguyện nha, ông giái nha, ông xin nha. Cái em nói sao tôi bớt quá mà uống, thôi cái đó dễ đi cầu lắm em. Dạ. Mà táo bón á nha, uống cái đó vô là đi cầu dễ dàng lắm. Trời ơi cái đó hay ơi. Em mới biết thêm một chức năng này luôn đó. Uống vô ha, mà đi cầu cũng được, cái uống cái này vô là đi cầu được liền á. Chị nói thiệt á,
100% luôn. Cái này nó hay ghê luôn, cái ngải đen này mà uống một mình ngải đen nha, không có ngải chống độc nha, cái ngải đen không á. Dạ. Làm nó hay, nó hay dễ sợ nè mấy thằng con. Đây có thằng con của chị, thằng trai nè, nó bị mắt nó bị bẩm sinh hồi đó, nó bị teo cái mắt bị lu cơm cầm nước như bẩm sinh á, dây kinh á. Dạ. Chị cũng hổng này, chị cho nó uống mà nói mẹ sao uống cái thuốc này khỏe quá mẹ. À dạ. Cho nó uống luôn. Chị nói nó bệnh gì, nó bệnh gì mà uống? À bị dây thần kinh như lẫn mắt á, về bẩm sinh hồi đó bị lu cơm cầm nước á, mà chị nó bị bẩm sinh á. À. Nó bị cơm cầm nước á. Ừ, mà nhưng mà nó thấy một hồi đó chị cũng mổ mấy lần rồi, nhưng mà nó thấy gần lắm, nó không được thấy xa. Dạ. Cái chị như nói là mày cho mày uống cái này đi, tao luyện cho mày uống cho nó nở thần kinh ra, cho nó hút mất mắt. À, cái nó uống nhưng mà nó nói là nó khỏe, nó đã chọn cái thuốc này, cái gì mà nó làm cho mình tăng sức hay gì đó, khỏe người nó khỏe lên. Ừ, dạ đúng rồi, ắn trắng lắm. Ừ. Hôm trước em cũng gặp một cái người cũng dùng ngải đen của em á, thì ổng nói là ổng kiểu như là sinh lý ổng không có tốt. Đó thì tự nhiên ổng uống cái củ nó vô á, thì tự nhiên cái ổng là sinh lý là tốt hơn rất là nhiều. Đó, nhiều lúc em cũng không biết, thực ra mỗi lần gặp như vậy là cái những cái bệnh nhân mình tự động khai phá thêm những cái chức năng tốt mới cho nó nữa đó. Mà không biết cái kiểu như làm đa năng đó chị, giống như đa năng luôn đó. Nó hay quá trời ơi, chị nói là nó hay quá trời luôn. Chị mới nói trời ơi hay quá, cái bà đưa giới thiệu cho mình thì mừng đưa cho bà uống rồi á. Mà bà uống, tại vì bà uống cử sáng thôi à, bà sợ hết sao bà nhín chịu nhé, muốn bà tiếp ông ơi. Thế nó bà uống cho tôi sáng chịu cho tôi, bà uống cái kiểu vậy làm sao cho nó hết, cho nó hết cái gì đó. Dạ. Yeah. Để chắc mai gì để hơi ra gặp bả coi, đi được tháng nói chuyện với bả coi sao. Dạ. Yeah. giới thiệu mà thấy hay quá trời. Mà thấy không công nhận hay thật chứ, cái bệnh của chị nó một căn từ đó sao chị nói chuyện không được luôn đâu. Bây giờ nó giờ nói tới ly luôn trời. Hai ngày thôi là ướt lực nó hay rơi luôn á. Chị nói là công nhận cái thuốc này cái gì mà có phép thật gì mà hay rơi luôn á chứ. Dạ, có phép thần thông chị ơi. Hay. Nhưng mà cái này phải có duyên rồi nha em. Dạ, ai đúng rồi. Này kia chứ có người ta không tin tưởng uống á, là sợ người ta không có hết. Nhưng mà mình phải có tin, mình phải uống, mình phải nguyện. Nó mới hết lại á. Đúng rồi. Chứ mà cái gì cũng phải có cái niềm tin nữa chị ha. Thì cái đây là em cũng đang chia sẻ. Thực ra thì những cái chứng bệnh ok vậy thôi. Cảm ơn chị nha. Rồi, cảm ơn chị nhiều, bye bye nha. Dạ, rồi chúc sức khỏe cho gia đình luôn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ, dạ. Thưa quý vị, hôm nay thì mình chia sẻ có hai trường hợp là như vậy cho bà con mình được biết á. Thực ra là có rất nhiều bệnh nhân mình cũng phản hồi tích cực sau khi mà dùng cái củ ngải đen, rồi có thêm cái củ ngải chống độc nữa. Nhưng ngải đen nó vẫn là chính quý vị nha, ngải đen nó vẫn là chính. Thì cái hiệu quả nó mang lại rất là tốt cho sức khỏe, cho cơ thể của mình luôn á. Mà bên này thì hôm nay Trung chia sẻ cho bà con được biết thêm. Hiện tại thì bên nhà Trung thực ra mà nói là không kịp để cung cấp cho bà con, bởi vì giống như vừa rồi có chị Hương vậy đó, cái xong rồi giới thiệu cho người này, xong rồi chỉ cho người kia, riết là bây giờ cái thành ra là cái ta đặt hàng tới là không kịp giao luôn. Khi mà xay thành bột như thế này nè, mình không biết bên trong có gì đâu quý vị, không biết bên trong có cái gì đâu. Cho nên thành ra là đôi lúc thì bên ngoài cũng có bán, nhưng mà việc mà cái chất lượng sản phẩm thì mình không dám chắc được là nó như thế nào. Nó có tốt hay không, có hay là nó bị tác dụng xấu gì không thì Trung không biết được. Tuy nhiên nếu mà quý vị mà đã dùng bên sản phẩm bên nhà Trung thì dám cam kết 100% nó là cái củ được chế ra thành bột. Những bệnh nhân mình dùng tới cái này đa số là những bệnh nhân mình bệnh nặng quý vị, bệnh nặng và nhiều lúc mà không còn cách nào chữa trị, thì bệnh nhân mình dùng cái này nên Trung có muốn là sản phẩm của mình ra phải được hoàn tất về mọi cái. Ở đây là có hướng dẫn sử dụng luôn nè, cái hũ đó nè, hũ mật ong là quý vị, đây là mật ong, gọi là mật ong nuôi đó. Hiện tại bên nhà Trung đang bán là 120 thôi.
bà con mình mà nếu mà dùng quen thì chắc chắn là sẽ biết đến cái này quý vị nha. Tại nếu bà con mình quen á, hiện tại thì cái số lượng này vô mua khá là nhiều. Tuy nhiên sau này để nâng cấp cái chất lượng lên đó quý vị, thì Trung đã chuyển qua thêm cái sản phẩm này nữa là sản phẩm mật ong rừng, tức là cái được khai thác từ trong rừng quý vị nha. Trong rừng người ta mấy thợ nọ đi ra bắt, chứ người bình thường ra bắt nguy hiểm lắm, nó đánh luôn á. Nên cái số lượng này ra thì không có nhiều lắm, ra số lượng rất ít, tại đi bắt rất ít. Với lại có một điều đó quý vị nha, cái mật ong rừng thì đôi lúc cái chai á, nó lúc cái chai này chai kia và lúc cái màu này màu kia, tại vì nó hái từ hoa, con ong nó đi lấy từ hoa bên ngoài rừng, thì đôi lúc cái này cái kia nó cũng khác nhau. Rồi cái chai cũng vậy quý vị, nó không có sản xuất ra đồng loạt được, nó không giống như loại nuôi. Loại nuôi thì nó gần như là nó giống nhau gần như là 100%, còn loại này khác nhau, nên bà con mình khi mua thì nó khác đi nữa cũng thông cảm nha, để biết. Nhưng mà dám cam kết cái này là mật ong thật 100%. Giá hiện tại Trung đang để cho bà con là giá chỉ 750.000 một lít. Thưa quý vị, ngoài những cái sản phẩm mà Trung hay bán để cho bệnh nhân mình dùng, thì bên nhà Trung cũng có những sản phẩm này quý vị nha. Khoa thì giới thiệu cho bà con biết được không? Dạ, đây là trà bông gà. Rồi giá cả sao nè? Dạ, một hũ này bên nhà anh Trung bán 120.000 hũ nha bà con. Đây là giá hiện tại nha, vô mùa Tết có thể tăng quý vị nha. Giá nó đã tăng rồi mà Trung đang giữ giá cũ á, có thể tăng lên chừng 20.000, nó có thể là 140.000, mà hiện tại đang còn giá cũ. Không biết là sau video này nó sẽ lên không nữa. Rồi tiếp tục em, cái này giới thiệu đi em. Dạ, cái này là trái cây sấy dẻo, hũ này tầm nửa ký bà con, một hũ này là giá 100.000. Còn cái này là mực sợi hấp nước dừa, hũ này là 300g, tầm giá cũng 100.000 một hũ luôn. À, vậy là xong hả? Ok, bà Khoa giới thiệu xong rồi, tới là mình nha quý vị. Thưa quý vị, hôm trước giới thiệu cho bà con đây mà không có nói giá cái này. Đây là sản phẩm bên quê hương của Trung. Đây là mực tẩm gia vị của Bình Định. Đây là sản phẩm này Trung vừa rồi cũng đưa ra, cũng nhiều bà con mình dùng và khen ngon quý vị nha. Trung đi ra ngoài họ bán quý vị, họ bán cái này á, một ký á là khoảng chừng 550, nhưng mà không ngon như này nha. Trung thử rồi, không ngon như này. Bên thị trường đang bán á, Trung có thử, tại vì mình coi cái sản phẩm mà giữa bên nhà ở Bình Định mình làm với lại sản phẩm vùng khác là như nào, thì Trung so sánh cảm nhận được rằng là đây nó ngon hơn. Hiện tại bên nhà Trung đang bán này một ký nó là 450.000 một ký. Một ký là hai bọc này nha, đây là bọc nửa ký nè. Bên nhà Trung vẫn bán một bọc là nửa ký chỉ là 225.000. Với việc mà 225.000 mà được sở hữu một cái miếng mực này rất là ngon quý vị. Nè, bên trong gia vị nó tẩm ớt, rồi nó gia vị, nó khi con mực được lấy bỏ đầu ra ngoài, bỏ đầu nha, xong rồi lấy cái mình của mực quý vị, cái thân của mực á, bỏ vô rồi dao rồi xé ra rồi làm đủ cái kiểu hết. Hôm nào có dịp về quê á, thì Trung sẽ cố gắng làm sao ghi được một clip mà được sản xuất ra mực này cho bà con xem. Ăn cực kỳ ngon luôn, cực kỳ ngon nha quý vị. Đó, sản phẩm đây là mực tẩm gia vị Bình Định, giá chỉ 225.000 một bọc này nửa ký. Bà con mình nếu yêu quý thì nhớ nhấn like quý vị, nhấn like và đăng ký kênh, và đồng thời là tin dùng những sản phẩm bên nhà Trung để như là để mà gọi là ủng hộ nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn bà con. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào bà con luôn nha. Xin chào.